Thưa quý vị, theo thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2023, lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 2.826.000 lượt, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 748.000 lượt, khách nội địa ước đạt hơn 2.077.000 lượt. Trong chuỗi 5 đêm từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng GIFF 2023 đã diễn ra được 2 đêm với 4 đội Đà Nẵng, Việt Nam, Phần Lan, Canada và Pháp. Các đêm thi đã đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn cho đến các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Hơn 5.000 người đã lấp đầy khán đài và đông đảo người dân du khách cũng ra các cây cầu dọc hai bờ sông Hàn để theo dõi GIFF 2023. Có thể nói những ngày này Đà Nẵng vô cùng sôi động, bùng nổ, một thành phố du lịch đã trở lại. Cảm xúc của buổi tối hôm nay được xem bắn pháo hoa tại thành phố Đà Nẵng. Bản thân tôi và gia đình vẫn đã vài năm được đi rồi, như buổi này thì được tận mắt và cũng không khí của buổi bắn pháo hoa này rất là tuyệt vời. Và cảm xúc với chủ đề là tình yêu không biên giới cho du khách, và chúng tôi cảm giác có một cái tình yêu gắn liền, gắn kết cho tất cả mọi người trên thế giới. Bên cạnh đó, đồng hành cùng GIFF 2023, khởi động mùa du lịch cao điểm tại Đà Nẵng là 28 hoạt động sự kiện hấp dẫn tại nhiều điểm đến nổi tiếng của thành phố. Trong đó, khu du lịch SeaWorld Bana Hills với chuỗi lễ hội Bana Wow Summer Festival mang văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới, kéo dài đến hết tháng 8 năm 2023. Du khách sẽ được tận hưởng lễ hội ẩm thực và Beer Bee Festival, lễ hội văn hóa Hàn Quốc, lễ hội gà bia, lễ hội ánh sáng, lễ hội văn hóa Pháp và chuỗi mini show kỳ ảo đặc sắc diễn ra tại nhiều địa điểm và khung giờ khác nhau. Đặc biệt vào ngày 24 tháng 6 tới đây sẽ có màn trình diễn Flash Mode đầy ấn tượng diễn ra trên cầu vàng. Đây là lần đầu tiên tôi đến Bà Nà Hills. Thứ tôi thích nhất ở đây là không khí, con người và những trải nghiệm tại các lễ hội. Rất nhiều đồ ăn để thử, đặc biệt là bia rất ngon. Bên cạnh đó, bạn còn có thể thưởng thức được nhiều nền văn hóa các nước, khung cảnh núi đồi tuyệt đẹp nơi đây. Thực sự rất đáng nhớ. Chúng tôi cũng kéo dài thời gian hoạt động và vận hành về buổi chiều và buổi tối. Thì các cái chương trình biểu diễn hay là chương trình hoạt náo của khu du lịch vẫn kéo dài cho đến những thời điểm cuối ngày. Chúng tôi cũng tin rằng là cùng với thời tiết và những công trình kiến trúc đẹp lộng lẫy trên Bà Nà, thì Bà Nà về đêm sẽ là một góc nhìn rất là khác cho du khách, một trải nghiệm mới mẻ và sẽ khó có thể quên được. Tại trung tâm thành phố, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ cũng được tổ chức, nổi bật là chương trình âm nhạc đường phố, ảo thuật đường phố, hô hát bài chòi, triển lãm tại các bảo tàng, lễ hội khinh khí cầu, biểu diễn nghệ thuật múa rối nước và múa rối cạn, hay các ưu đãi về giá vé tại công viên châu Á v.v. nhằm gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Với việc không ngừng nỗ lực đầu tư, làm mới các hoạt động, sự kiện, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định thương hiệu điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á đối với du khách trong và ngoài nước. Đối với thành phố Đà Nẵng thì chúng tôi có rất là nhiều các hoạt động để có thể là để đẩy mạnh vào du lịch của thành phố, như chương trình lễ hội du lịch cũng như là các cái sự kiện. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tổ chức rất là thành công liên hoan phim châu Á, cũng như là các cái hoạt động, cũng như là các cái điểm vui chơi cũng được nhiều hơn. Và đối với cái lễ hội pháo hoa có thể nói là một cú hích nữa để giúp cho du lịch của thành phố được quay trở lại như những thời kỳ trước mà chúng ta đang mong muốn. Với hàng loạt hoạt động đa dạng, có điểm nhấn, Đà Nẵng kỳ vọng thành phố sớm đạt mục tiêu đón hơn 4 triệu lượt khách đến trong năm 2023, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.